Theo thông tin ban đầu, sự việc được cho là đã xảy ra vào tối qua ngày 29 tháng 10 tại Ninh Bình. Đoạn clip sau đó được những người chứng kiến đăng tải lên khiến nhiều người bức xúc. Bé trai được hàng thôn phát hiện khỏa thân quỳ gối giữa đường, ảnh cắt từ clip. Những tình tiết từ đoạn clip cho thấy hình ảnh một bé xíu trai trong tình trạng không mảnh vải che thân đang quỳ gối giữa đường khóc nức nở. Khi những người hàng thôn tiếp cận, họ không giấu nổi sự căm phẫn khi phát hiện trên cơ thể bé xíu trai chằng chịt những vết bầm tím, rớm máu do bị tấn công, cùng khuôn mặt hiện rõ rệt nỗi kinh hoàng tột độ. Khi nhận ra bé xíu trai là con của một gia đình ven đường, nhiều người xót xa thốt lên, sao lại dạy con kiểu dã man thế này? Dứt nó ngoài đường rồi xe tông thì làm sao? Lúc này, người mẹ đứng trước cửa nhà nói giọng ra, kệ nó. Thời buổi này cái loại nuông chiều thì chỉ có đi ăn cướp thôi. Người mẹ đứng trước cửa nhà nói giọng ra, ảnh cắt từ clip. Đoạn clip ngay sau khi hình thành trên đã lập tức gây chú ý và nhận về rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Đa số đều cho rằng việc dạy con một cách nghiêm khắc để con trẻ tiến bộ là điều cần thiết, nhưng dạy con kiểu phát xít, làm tổn hại nghiêm trọng cả thể chất lẫn tinh thần đứa trẻ thì đó là bạo hành và cần phải lên án. Tài khoản ca. À. Bình luận, dạy con kiểu này chắc chắn phản tác dụng khi không chỉ cơ thể trẻ phải chịu cực khổ mà tinh thần cũng bị kinh hoàng loạn nghiêm trọng vì xấu hổ. Ngày mai khi đến trường, cậu bé xíu sẽ đối mặt với các gamer thủ cùng lớp thế nào? Chưa kể đây chắc chắn là vết sẹo mãi mãi không thể lành trong tâm hồn bé xíu. Tôi thực sự không hiểu nổi tại sao người ta lại có thể làm vậy với đứa con mình rứt ruột đẻ ra, gamer thủ tờ. Nguyễn nói. Đoạn clip hiện vẫn nhận nhiều chú ý trên.